đây là một trường hợp của bạn Linh là điển hình cho một khách hàng khi mà đã đi bắn laser tầm khoảng gần 10 lần nhưng mà bị tăng sắc tố. Và sau khi mà Linh biết được cái thông tin của STD Group thì bạn Linh đã qua thăm khám bác sĩ của bên Huế. Sau khi mà đã thăm khám da của bạn xong và điều trị da 3 tháng thì mọi người có thể nhìn thấy rõ này, cái làn da của Linh hiện tại thì đang rất là trắng, rất là khỏe. Toàn bộ cái nám thì đã được bóc tách khỏi trên bề mặt da của bạn rồi. Và cái tình trạng nám như thế này của bạn thì sẽ không bị tái phát lại trong tầm khoảng 2 đến 5 năm nữa. Thì khi mà điều trị laser xong bắn bị tăng sắc tố, em có bị hoang mang hay có sợ không? Không, nhìn mặt nó xấu cũng sợ mà. Có tốn nhiều tiền không em? Đúng chị ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái hình ảnh của Linh trước khi mà bên Huế nhận điều trị thì Linh bị cái vấn đề tăng sắc tố khi mà bắn laser rất là nhiều. Nhưng mà sau tầm khoảng 3 tháng thì bên Huế vừa xử lý cái vấn đề tăng sắc tố của khách hàng, vừa điều trị để loại bỏ toàn bộ cái nám chân sâu ở dưới cái vùng da của Linh. Và sau tầm 3 tháng thì mọi người nhìn thấy cái da của Linh hiện tại thì đang rất là đẹp. Ở đây hiện tại thì Huế đang nhận thăm khám tư vấn miễn phí cho rất là nhiều các khách hàng ở tại 34 phố Hoàng Cầu với đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ nội khoa và trong ngành thẩm mỹ ngoại khoa. Mọi người hãy để lại số điện thoại, comment hoặc inbox ở tại page này thì Huế sẽ cùng với đội ngũ bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp tất cả những thắc mắc của mọi người ở trên này nhé. Nếu như ai muốn có một cái làn da đẹp như thế này và đã từng có tiền sử mà sử dụng những cái sản phẩm nám nhưng mà bị tăng sắc tố hoặc sử dụng nám xong mà không có hiệu quả thì hãy để lại số điện thoại, bên mình đội ngũ bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này.